Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 1 năm 2021, Liên đoàn Lao động thành phố Lào Cai tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động năm 2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Năm 2020, hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động thành phố tiếp tục triển khai có chiều sâu, đạt được nhiều thành tích đáng kể. Các cấp công đoàn thành phố đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động trong công tác phối hợp, cụ thể hóa nghị quyết, chương trình, kế hoạch hoạt động, kịp thời nắm chắc tình hình tư tưởng, việc làm, đời sống của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trước ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Liên đoàn Lao động thành phố chỉ đạo cụ thể hóa phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà, phong trào thi đua hai tốt, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, gắn với việc thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức lao động trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tiếp tục sửa đổi lề lối, thói quen, xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp, môi trường thân thiện, vận động cán bộ, công nhân viên chức người lao động thực hiện nghiêm các quy định, quy chế chuyên môn, thực hiện ngày công, giờ công lao động, đẩy mạnh dân chủ hóa trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xây dựng nội quy, quy chế đảm bảo dân chủ, công khai, chống các biểu hiện tiêu cực, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu xuất sắc đã được vinh danh, khen thưởng. Năm 2020, đã có 742 sáng kiến được công nhận cấp cơ sở, 364 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 26 trên 134 công đoàn được phân xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có 104 trên 134 công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng bằng khen toàn diện cho 12 tập thể và 17 cá nhân, tặng bằng khen chuyên đề xanh, sạch đẹp, đảm bảo vệ sinh an toàn lao động và chuyên đề giỏi việc nước, đảm việc nhà cho 2 tập thể và 1 cá nhân. Liên đoàn Lao động thành phố tặng giấy khen toàn diện cho 25 tập thể, 129 cá nhân. Việc xây dựng cảnh quan không chỉ là việc làm trong mỗi dịp Tết đến xuân về, vào các ngày lễ Tết, mà trở thành việc làm thường xuyên hàng ngày trong cơ quan đơn vị. Đây là yêu cầu của Ủy ban Nhân dân tỉnh nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức làm việc trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Theo đó, mỗi cơ quan đơn vị cần quan tâm xây dựng cảnh quan môi trường công sở, chỉnh trang cảnh quan môi trường trụ sở tại các vị trí trước, trong và sau cơ quan đơn vị, đảm bảo xanh sạch đẹp. Lựa chọn trồng các loại cây thường xanh lưu niên có giá trị kinh tế cao, các loại cây ăn quả, cây cảnh. Bổ sung các chậu hoa cây cảnh, cây lá màu trong khuôn viên, hành lang đường đi của cơ quan đơn vị theo quy hoạch, đảm bảo xây dựng không gian sinh thái cơ quan, xanh, cảnh đẹp. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét việc đưa tiêu chí xây dựng cảnh quan môi trường của các cơ quan đơn vị vào tiêu chí đánh giá công sở văn hóa trên địa bàn tỉnh. Riêng với Ủy ban nhân dân thị xã Sapa, huyện Bắc Hà và thành phố Lào Cai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu, ngoài những nội dung nêu trên, cần phải tăng cường sự chỉ đạo đẩy mạnh việc chỉnh trang đô thị, trọng tâm là cải tạo cây xanh cảnh quan, các vườn hoa, công viên, tiểu công viên, đảm bảo xây dựng đô thị văn minh, xanh, sạch đẹp. Năm 2020, toàn tỉnh Lào Cai đã trồng mới được trên 6.070 ha, đạt 108,6% so với kế hoạch và gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2019. Đây là chỉ tiêu của Lào Cai tăng ấn tượng nhất trong năm 2020. Thời gian qua, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương rà soát toàn bộ diện tích rừng đủ tiêu chí để trồng rừng, để đưa vào trồng rừng năm 2020. Đồng thời rà soát, thống kê diện tích rừng đủ điều kiện khai thác, vận động nhân dân khai thác để triển khai trồng lại rừng và chỉ đạo công tác chăm sóc rừng trồng các năm trước, tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống cháy rừng khi xử lý thực bì. Bên cạnh đó, sự vào cuộc của các cấp các ngành và nhất là được cán bộ lâm nghiệp xã, kiểm lâm địa bàn, trưởng các thôn bản vận động tuyên truyền, hướng dẫn trồng rừng theo phương thức xã hội hóa. Tỉnh đã trồng 538.000 cây phân tán các loại, tương đương 536 ha. Cùng với trồng mới, tỉnh thực hiện bảo vệ tốt 356.500 ha rừng hiện có. Ngoài ra, tỉnh tăng cường hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức và công tác phòng chống cháy rừng, cảnh báo nguy cơ cháy rừng được thực hiện thường xuyên.
Năm 2020, tỉnh đã phát hiện và xử lý 167 vụ khai thác, buôn bán vận chuyển lâm sản trái pháp luật, thu giữ 57 mét khối, xử phạt gần 1,8 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, mặc dù công tác truyền thông nâng cao kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện, tuy nhiên số trẻ sinh ra là con thứ ba và thứ ba trở lên trên địa bàn tỉnh vẫn tương đối cao. Số sinh là con thứ ba trở lên, 1.490 trẻ, chiếm 12,68% tổng số trẻ sinh ra trong năm 2020. Trong số đó, cán bộ, đảng viên sinh con thứ ba trở lên 62 trường hợp. Số trẻ sinh ra của phụ nữ dưới 20 tuổi là người dân tộc thiểu số là 1.802 trẻ, chiếm 94%. Việc số trẻ sinh ra là con thứ ba và thứ ba trở lên sẽ tác động và ảnh hưởng không nhỏ đến quy mô dân số, việc thực hiện công tác chăm sóc và giáo dục trẻ, nhất là ở khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy, để nâng cao chất lượng dân số, thời gian tới, ngành y tế Lào Cai sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền các địa phương, các tổ chức chính trị xã hội, đẩy mạnh thực hiện công tác truyền thông, nâng cao kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện Simacai có nhiều nỗ lực nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh nhân. Tuy nhiên, hiện cơ sở vật chất trung tâm còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, rất cần sự quan tâm hơn nữa của nhà nước. Khoa Nhi, Trung tâm Y tế huyện, nơi mà thời gian qua rất nhiều bệnh nhân sơ sinh thiếu tháng đã được hồi sinh một cách thần kỳ. Được ngành y tế và người dân đánh giá cao về công tác chuyên môn trong thực hiện chức năng này. Nguyên nhân đẻ non tháng ở tại đây thì thứ nhất là do là mẹ còn quá ít tuổi. Thường có những bạn là từ 13-14 tuổi là đã sinh rồi. Con thì mang thai thì chỉ được khoảng tầm 7 tháng thôi. Rồi không hiểu biết về cái sức khỏe sinh sản. Khi mang thai to rồi thì vẫn còn đi làm nương, làm đồi, làm rất là nặng, lao động nặng. Thế nên là dẫn đến sinh non. Để mà chữa thành công một ca bệnh trẻ sơ sinh non tháng ở đây thì nhìn chung thì rất là khó khăn ạ. Đẻ non tháng thì thường các cháu rất là nhẹ cân, thường là từ 1 cân 2, 1 cân 4. Thì ở đây bọn em đã nuôi thành công được những cháu từ 1 cân 2 đến 1 cân 4. Có cháu nuôi được từ 9 lạng. Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế huyện Simacai cũng đã làm được một số dịch vụ mang tính phức tạp, đòi hỏi tay nghề cao, như chạy thận, nội soi, góp phần cứu chữa kịp thời, giảm số lượng bệnh nhân chuyển lên tuyến trên. Tuy nhiên, yêu cầu công tác khám chữa bệnh, hiện tại Trung tâm Y tế huyện Simacai cũng còn nhiều khó khăn do cơ sở vật chất xuống cấp, thiếu nhiều trang thiết bị y tế. Phòng chạy thận trước đây được xem là thế mạnh của trung tâm, thì nay ngừng hoạt động chạy thận cho bệnh nhân từ nhiều tháng nay. Do một máy bị hỏng, không có khả năng sửa chữa, một máy dùng để trực cấp cứu, không đáp ứng được nhu cầu điều trị cho bệnh nhân. Phòng thận của Trung tâm Y tế huyện Simacai được đầu tư và đưa vào sử dụng từ năm 2015, đã được đầu tư 2 máy chạy liên tục trong suốt thời gian 5 năm qua, nhưng do một máy bị hỏng và thời gian qua thì Trung tâm Y tế Simacai đã điều trị lọc máu thận nhân tạo cho 10 bệnh nhân. Nhưng thời gian qua do một máy bị hỏng đã đưa đi Hà Nội khắc phục nhưng mà chưa được. Hiện tại toàn bộ số bệnh nhân đã được chuyển đi Lào Cai và chuyển xuống bệnh viện Bắc Hà điều trị tiếp. Mong là được tiếp tục đầu tư thêm máy để cho bệnh nhân được về làm máu tiếp để cho bệnh nhân đỡ tốn kém. Không chỉ thiếu máy móc, thiết bị cơ sở vật chất trung tâm được đầu tư hàng chục năm qua, nhiều hạng mục đã xuống cấp, cần đầu tư mới. Đường điện cung cấp cho trung tâm qua thời gian không chỉ mất an toàn, mà còn thường xuyên bị quá tải do chưa có trạm biến áp riêng, gây khó khăn cho hoạt động chuyên môn và đầu tư trang thiết bị mới. Hiện tại thì cơ sở vật chất thì qua sử dụng là cũng nhiều năm rồi, đưa vào sử dụng từ 2003 đến bây giờ là được gần 20 năm thì cũng xuống cấp. Về trang thiết bị thì cũng được đầu tư, nhưng tuy nhiên để đáp ứng cái nhu cầu khám chữa bệnh của thời gian tới đòi hỏi phải thực hiện các cái dịch vụ cao để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công tác khám chữa bệnh của nhân dân ấy, thì càng ngày phải đòi hỏi cái trang thiết bị cũng phải hiện đại hơn, rồi các cái dịch vụ kỹ thuật cũng phải cao hơn, thì phải tỉnh phải quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất cũng như là trang thiết bị.
Bên cạnh đó, hiện trung tâm còn nhiều khó khăn về nhân lực y tế, thiếu bác sĩ, thiếu cán bộ chuyên môn sâu, cán bộ trình độ cao, hệ thống xử lý nước thải còn chưa được đầu tư đồng bộ. Những khó khăn trên cũng chính là vấn đề cần được tỉnh quan tâm tháo gỡ. Thời tiết giá lạnh khiến nhiều khu vực ở miền núi phía Bắc xuất hiện tượng băng tuyết như tại Sapa, tỉnh Lào Cai, Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Nhiều du khách không bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi này đã thực hiện các chuyến du lịch để được trải nghiệm băng tuyết tại Việt Nam. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng đưa ra nhiều cảnh báo cho du khách khi du lịch tại miền núi trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Do thời tiết khắc nghiệt, du khách cần thường xuyên cập nhật về tình hình thời tiết, hướng dẫn du khách chuẩn bị đầy đủ quần áo, tư trang, giữ ấm cơ thể. Du khách có thể trạng không đảm bảo thì không thực hiện chuyến đi đến những vùng thời tiết khắc nghiệt. Với những du khách tự túc đi cũng cần có kế hoạch đặt các dịch vụ từ sớm, bởi việc người dân đổ xô đi du lịch có thể gây hiện tượng cháy các loại hình du lịch. Ngoài ra, đường đi ở vùng có băng tuyết thường rất trơn trượt, khó đi. Du khách cần thận trọng, nghiên cứu kỹ cung đường, không chủ quan khi tự tổ chức đi du lịch. Ngoài ra, du khách cần lưu ý đối với những nơi có sự chênh lệch độ cao sẽ có hiện tượng sốc độ cao, không khí loãng. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.